Đây là những hình ảnh mới nhất của cầu Nhân Trạch, cây cầu mang sứ mệnh kết nối Nhân Trạch với thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Gói thầu cầu Nhân Trạch khởi công từ tháng 9 năm 2022, đến nay đạt hơn 80%. Nhà thầu đã lắp 44 dầm thuộc cầu dẫn bờ thành phố Hồ Chí Minh và 24 dầm phía Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nhà thầu thi công cam kết sẽ về đích vượt tiến độ 4 tháng, mục tiêu hoàn thành vào ngày 30 tháng 4 năm 2025. Tính đến giữa tháng 7, toàn bộ dự án thành phần 1A đạt tiến độ khoảng hơn 60%. Tại công trường, các hạng mục đều đang gấp rút thi công. Gần 500 kỹ sư, công nhân được huy động để thi công phần cầu và đường dẫn hai đầu cầu Nhân Trạch. Ở phần cầu Nhân Trạch, cả hai phía bờ Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh ra giữa sông, công nhân tập trung lao các nhịp dầm. Đến nay, các nhà thầu cùng phối hợp lao lắp 84 phiến dầm, nhiều trụ cầu được kết nối liền mạch với nhau. Các trục chính ở giữa sông cũng đã thi công đúc hẫng, dầm hộp từ hai trụ chính đã bắt đầu được đúc vươn ra hai hướng. Trong video này, chúng tôi sẽ cập nhật đến anh chị những hình ảnh về cầu Nhân Trạch, đường vành đai 3 đoạn qua khu đô thị Santana và qua khu đô thị Vinhome Grand Park, quận 9. Đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh chúng tôi để không bỏ lỡ những video hữu ích nhé. Công ty bất động sản Sài Gòn Land Nhân Trạch, kiến tạo giá trị thịnh vượng, cam kết đồng hành cùng quý khách hàng trong suốt quá trình đầu tư.